Nghe nói Cà Mau xa lắm, ơn cuối cùng ban đổ Việt Nam. Cà Mau đừng đi rong tay, đừng để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái trèo xa bây giờ đi đâu không đâu. Kiếm mà quá trời luôn kìa. Đi dẹo. Tiền thấy ghê không? Bây giờ đi dẹo ngoài sớm. Dẹo rồi, ông đứng đây ông chồng đứng trong ngồi. Rồi nó dẹo ngoài dẹo ngoài sớm nghe. Ơi. Hai chồng nhí nhảnh quá. Vậy mà không có đứa nào vậy ta. Đâu có đâu. Đứng gần vô coi hai chồng đứng vậy. Đẹp rồi. Nay trang điểm kiểu Thái Lan hay vậy? À, kiểu khác lạ. Khác lạ ha. Màu dưới thầm ở trên màu xanh ha. Xanh trét, xanh lá cây. Còn cái chân mày màu gì vậy? Chân mày giống ngã. Giống ngã. Ngã ha. Cái môi kìa, đặc biệt cái môi kìa, nhìn kỹ môi kìa. Quá trời đẹp rồi. Cái chân mày chỗ nặng chứ, khá thường. Cái này học của ai trời, ai chỉ lời hả? Tự mình tạo. Vậy đó hả? Mình sáng tác. Hai chồng quá trời xì tên luôn, quá trời đẹp luôn, đẹp đôi nè. Tụi phái những cặp giò đó nha. Chân ếch, chân ếch. Chân này nhảy dữ lắm à. Nhảy nhạc á nha. Nhảy nhạc đúng rồi. Căng bài ơi, căng bài ơi. Căng bài nè, vô nè. Em ơi có bao nhiêu chồng nhảy luôn nè. 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu riêng cao dài dài, 20 năm cuối là bao. Vô tiếp 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 hay quá. Khăn tiếng hả? Trời ơi, đi đâu mới đâu về chứ qua? Đi ra ngoài sớm chơi, nó ra ngoài chiếc đầu đường. Ông nói bà đi gì mà chậm quá kìa, đi tới 5 giờ chiều luôn á. Ta đi bình dẹo. Cái bình đi dẹo hơi lâu. Có bình đi dẹo mới chịu. Ngày nào cũng trang điểm vậy đó hả chị Hoa? Ngày nào cũng vậy chứ. Yêu đời ha. Lúc nào cũng má phấn môi hồng, môi son cũng vậy đó, ngày nào cũng vậy thôi. Rồi phấn son đồ còn không? Còn ít quá hả? Vậy đó hả? Còn ngày nào cũng trang điểm chắc cũng bộn rồi nha. Làm chừng hai mặt nó hết rồi. Mua phần mấy cái đó là mua lần nhiêu chị qua? Cỡ vài trăm mà, 200, 300. Ví dụ mình không có tiền rồi sao? Không có tiền thì mình ngưng. Chăng ít lại hay gì? Cũng như mình tiết kiệm lẫn chút. Ví dụ có tiền mua nhiều mình đậm đậm đà một chút. Còn không có tiền mình đánh hơi lọt một chút. Vậy đó, mà còn làm hai mặt mới hết rồi. Rồi cái son môi này nó lạ quá ta, sao mà nó thâm thâm hả? Tại mình chế tạo màu. Ở dưới đỏ, bên đây xanh két, còn bên đây xanh lá cây. Ba màu. Một cái nơ rồi mới chịu à. Thấy đẹp không? Thấy vợ là trang điểm gì đẹp không anh vô? Trời, trang điểm thành ngũ sắc luôn kìa. Thùng bán cái đi. Hùng coi tờ, hùng bán cái. Hùng bán cái coi, thấy bả hùng không? Không mà không thấy ông hùng bả. Hùng bán cái không? Hùng vợ cái coi. Một. Ông bắt cỡ quá trời. Hai. Ba. Hửi. Trời ơi, hạnh phúc dữ rồi nha. Có chỉ à. Chuyến này chắc cử chưa nữa quá. Hùng bên trái đẻ con trai, bên hùng phải đẻ con gái, hùng giữa đẻ trai gái luôn. Rồi hai cá lóc ăn hết chưa? Còn con mới nấu đó. Còn thấy, con cá lóc. Thấy trong nhà còn cái đầu thực lự giống kìa. Thì còn con đó còn cái đầu chà bá đó. Chà bá lửa đó. Rồi có cho ông ăn không? Hả? Chào cho ông ăn không? Cho ông ăn cái đuôi, mà tôi ăn cái đầu. Ông ăn cái đuôi ha. Còn cái đầu tôi bập. Vậy là bả chắc bả lượng. Vậy cho ông ăn cái đầu đâu, cái đầu để tôi bập. Sao kỳ vậy? Tại thích đầu. Bập đầu cá quen rồi. Cái lóc mới trời mới chịu. Cái lóc mỗi trời, mỗi trời chơi. Chơi. Mỗi trời hiểu kiểu. Nè, bây nào giờ không có thấy chị qua làm xấu nè, làm xấu cái nè. Nè, mà bắt đầu nè, chuẩn bị nè, chị qua làm xấu nè. 1, 2, 3. Sao nữa là 6 cái nữa coi. Bầm sợ trôi son. Trôi son ha. Trời ơi. Quá trời xì tên luôn, dễ thương ghê không. Thôi ông đứng sù lơ kìa. Ông biết nhảy không? Cho ông nhảy để bà hát bài nè. Ông biết cao không? Biết cao. Biết cao luôn hả? Ông chỉ biết ăn tà ni thôi. Ông biết gì hết trơn á. Ăn tà ni ha. Tôi ngồi biết ăn tà ni. Chứ không biết ca, biết nhảy gì á. Tướng đẹp trai, cầm chim sâu á. Vậy là mình thương ổng là ổng do cái ổng hiền phải không? Ừ, ổng hiền gì đó, ổng lười gì đó. Ừ. Với gì đó, với gì đó. Mà được cái ổng mạnh. Mà được con cái ổng dẹp dọn, quét tước, lau nhà. Cũng được.
hút bụi cũng được luôn. Tướng ông bự bự như ông khỏe hơn chị qua. Thì chứ lực không ha. Lực lắm hả? Lực lắm. Lực ha. Tướng này là tuần trưởng chứ không phải thường đâu. Tuần trưởng đó. Lực lắm đó. Đêm 7 ngày 3 vô gia chưa tính đó. Quá dữ. Tuần trưởng mới vậy mà, tức là tuần trưởng. Thấy không? Thấy nè, thấy tay chân ông không? Trời ơi. Gồng lên cái anh vô. Ờ đúng rồi. Nè nè nè. Rồi vậy giả nè nè nè, con chuột ơi, chuột ơi, con chuột ba lớn. Mạnh lên. Mạnh lên. Ồ, mạnh lắm chứ. Ủa dữ ha, chuột này ủa dữ ha. Ừ. Đó. Chuột này chà bá ha. Chuột con này ốm à. Chuột khổng lồ hết chứ gì qua. Còn đây chuột nhí. Gồng hai tay luôn nè. Còn cái đó chuột công lang. Ừ. Chuột trên bự, chuột dưới bự không chưa? Ở trên này chuột công lang với chuột công nhâm. Ở trà cũng cỡ đó nha. Ừ, nhung đúng xe rất đó rồi. Ừ. Mời à. Công công làng với công nhung con nào ngon nha chị ba? Hả? Con nào ngon? Công nhung thì ngon hơn. Công nhung ha. Ừ. Béo không? Béo. Ừ. Nó có sữa không? Ờ, trời ơi, công nhung nhất là mất cái đầu là mất. Béo nhất đó. Đã chứ ta. Còn công nhung nó cái đầu nó có chạy giờ không? Đầu chạy bá lửa luôn á. Ha. Đầu chạy giờ luôn á. Ừ. Nó có gầu ha. Ừ. Không có gầu rồi ha, cũng em ha. Quá trời, cái tướng ông bự rồi. Ừ. Đâu đâu hai chồng đứng sát sát coi nó bằng không? Chắc ổng cao hơn à. Cao hơn. Không mà tao xứng đôi ha. Xứng đôi. Xứng đôi về lứa luôn nè. Mình dây, mình gầy gầy. Ừ. Mình tôi thì nó ngay mình dây phong địa á. Trời đất ơi. Tướng ha ba dòng đẹp quá ha. Điều gan ha. Nào xuống được chứ. Ừ. Chị qua là mình dây là thầy đó. Thầy nói chồng chị qua cười miếng miếng cái khoái cười. Anh hiền quá à. Dòng ba đồ chắc nó cũng đâu có lép ha. Không. Ừ. Không có tiểu đường đâu. Đâu có tiểu đường, có tiểu vô dùng. Thương bà bữa nói thương bà cái mồi hay gì? À, anh. Cái mồi. Ừ. Ông hiền quá, không có nói chuyện quá. Làm sao giống nói nhiều nhiều lắm nghe. Ông ít nói lắm. Vậy hả? Ông ít nói nhiều, ông làm nhiều không? Ông làm nhiều không? Khỏi chơi. Khỏi chơi, làm nhiều nhưng ít ăn ít nói ha. Làm nhiều thì khỏi chơi đi. Ừ, bầu lúa mà. Bầu lúa giác cái một phải không? Đó, hút giác luôn. 70kg giác được không anh vô? Giác 70kg là giác cỡ chị qua là bình thường. Chị qua nhiêu ký chị qua? Đâu có năm mấy ký à. Năm mấy ký hả? Trở lại 55. Sao nhìn có chút xíu cũng được năm mấy ký ha. Chắc xương bự ha. Xương to. Ừ. Phụ tùng rồi chắc cũng bự à. Khác lạ. Ừ. Màu đẹp ha. Màu dưới màu đỏ mà ở trên màu xanh. Không giống chỉ trong cái bộ phim Hắc Tinh Đẹp Pháp á. Màu vàng vậy á. Không có đây bằng đêm mình qua thì cái là bỏ chạy. Dạy trời tao thu hút trời luôn. Một cái nét đẹp. Nét đẹp không, kiếm giống, ra cái tôi tạo cái này giống cái tuần phim Ngưu Ma Vương vậy. Đó có hai cái sừng đó. Có hai sừng đó. Nó che. Ừ. Cái nét đẹp đó bởi vì đó anh vô nó phái đó. Cái gì nữa? Mà ông sắc lá cà. Ờ vậy. Ông thương thì chắc thương điểm đó chứ gì nữa. Vậy đó. Với cặp giò vậy. Ngày giờ nó nhiều ít hơn vô. Ông ngày giờ có điểm không? Không. Nhiều quá. Ông dài có thăm lợp gì không? Lợp nhiều quá. Có ai đâu bày lạ không? Đâu có. Cái đó mình làm thẻ, mình bỏ thẻ. Dắt thẻ vô dắt kia. Ừ, bỏ ống luôn. Bỏ ống gì đi nữa, mình muốn kiểm tra cũng vậy nhá. Anh vô ơi, đi nữa chừng nào đi, có mua dây xích rồi khóa lại không? Mua. Chấm mà ghét đi nè. Chấm mà ghét đi. Mua buồn băng keo đi, dán lại. Bữa nay là anh vô là mặt tươi tắn rồi đó, vui vẻ rồi đó. Chắc hồi tối thì chắc quét dán nhện đồ đầy đủ chân rồi phải không? Có quét không anh vô? Có quét không? Tối quét không? Quét rồi phải không? Rồi. Rồi ha. Dạ bởi vì nãy vô nhà sạch bon kìa. Quét rồi, quét từ tối từ trưa. Mưa cũng quét luôn. Chị có quét tiếp ông không? Dạ. Nhà cửa quét tiếp không? Có, cứ khi không quét ngồi không mệt cái thay nhanh tới tôi thay đổi quét tiếp. Ừ. Quét tiếp ha. Dạ. Hai chồng dùng thấy cảm thấy ông đổ mồ hôi quá ông mệt rồi nha tôi nói thôi để ông ơi để tôi quét tiếp ông cho. Ừ, để tôi leo lên tôi quét cho. Ừ, để tôi leo lên tôi quét. Tại vì cao.
Đó. Quá đẹp rồi, cái tướng này hai vợ chồng mà xứng á. Phải mà ông biết hát ha, cho ông hát bài cho bà con nghe coi. Ông đâu có biết hát hồi vậy đó. Vậy ha. Ừ. Chị biết ca cổ không? Ha? Biết ca cổ không? Giờ quất bài lô tô nè. Không biết không biết ca cổ gì, biết lô tô, làm bài lô tô coi. Lô tô ha. Ờ. Dạ, có bác chị mình là bên ngoài có lá vé chuẩn bị giò số nha. Vô. Số gì đây, số gì đây, con máy gì ra? Máy gì đây, con máy gì ra? Số gì đây, con số gì ra? Ý ô à, ý ô à, ê, ý ông già, ý ông cà già, 33, 33, 33, số gì đây, số gì đây, con mấy gì đây, bốn gì ra, bốn gì ra, con bốn gì ra, ai qua châu đốc với lại núi Sam, bốn, mười tám, số gì đây, mấy gì ra, hai gì đây, con hai gì đây, chúc anh Đà là rẻ giả trai, 22 số gì đây, con số gì đây, nghe vẻ nghe dê nghe dè mà kể chuyện, có bốn thầy chùa lên núi mà thỉnh kinh, cái bốn kình bình là chu mà bạc giới, bàn tay phơi phới là hầu mà hà nhi, người cầm cái ly Quan Âm mà Bồ Tát, người cầm cái bát Phật tổ mà Như Lai, quá phép bàn tay nhốt anh mà khỉ đột, đây con số một, con số một, con số một, số gì đây, mấy gì ra, bốn gì đây, cũng bốn gì đây, bốn gì đây, An Phú Đông với hùng lịch sử, An Phú Đông gìn giữ biên cương, biên cương nói lửa Cao Bằng, biên cương nói lửa Xúc Bình, nói Xúc Bình con, 419 419 tưởng là Xúc Bình hơn con, 419 mới tiếng nổi, mới nói Xúc Bình, Xúc Bình vậy đó. À, càng tiếng quá, quen miệng đó, rồi. Càng tiếng á, hay quá ha. Hồi đó giờ mình đi lô tô là mấy cái đó là mình thuộc lòng luôn. Mỗi trơn rồi, à. Mà tại vì những cái thứ hai gì nè mình kêu á, có một là cái sông Lan á mình mới sung mình mới kêu được. À, cái thứ hai nữa có cái tiếng đờn á mình mới dạo vô mình mới ca được. À. Như mình kêu khơ khơ chứ cũng kêu nó cũng hơi bự. À. Chứ mà kêu thì mình có chống kèn đồ đó. Chống đờn nè, nọ với có sông Lan cũng được, nó gọi kèn đồ nè, có tí te đồ nè. À, mình kêu mới được, còn kêu không nó kỳ quá. Nó thí dụ như chị thổi kèn thử coi. Thổi tè cái coi. Không, cái hàm răng là thổi được à. Thổi coi, thổi sao đâu, thí dụ thổi sao đâu. Thổi kèn sao đâu. Tò tí te gì đó. À, vậy đó ha. Để nữa mua cái kèn cho chị thổi được không? Được. Không, nhà chỉ có cái kèn rồi. Trời, tôi thổi kèn là trúc sắc luôn đó. Thổi gì đúng rồi. Trời, nói gì với vụ thổi kèn là rồi. Đứng xuống hộp. Chị nói không có tin, hỏi anh coi, đúng không anh? Đúng. Trời ơi. Ông có mua kèn này cho bà không? Hả? Có. Để trong phòng hả? Đúng rồi. À. Trong phòng không có thể người chứ. À, cái kèn nó chắc bự rồi ha. Kèn cỡ bao lớn chị? Cầm tay không? Cái gì? Cỡ bao lớn? Cầm tay không? Cũng xe xích đó. Xe xích cầm tay đó. Cỡ cầm tay ổng không? Cầm tay là không lộ. Nhỏ hơn chút. Cỡ cầm tay tôi à. Cầm tay chị là cũng lắm à. Vậy mới vừa thổi chứ nè. Ờ. Thổi cái cụm găng ra ha. Thổi với còn hai cái nấu. Ăn kẹo dừa nó không, ông mua. Ôi kẹo đất tuấn quá à, đậu phộng. Vậy ha. Cái ăn gì nè, ăn gì nè, hồi đi chợ ông mua nè. Cơm khô rang ăn cũng ngon. Hả? Ăn gì ông mua? Thích ăn gì hồi đi chợ kìa, ông dẫn đi mua kìa. Mua bánh rồi, kẹo bánh mềm mềm á. Vậy ha. Mua đồ cứng quá, ăn nổi. Còn hay nấu không à. Thịt bò được không? Ừ. Ăn thịt bò được không? Thịt bò mắp được, mắp được. Thịt bò là cái chừng bữa nay ông ở lợn nữa đó. Lửa lá bàn á. À. Chị ăn thịt bò 110g bao lâu mới rồi? Trong cỡ 25 phút. Mắp mà bập vậy mà hơi lâu. Nốt chậm. Đó. Rồi chút xíu đi mua đồ ha. À. Rồi chào hai anh chị ha. Rồi chào các anh luôn. Bye bye. Rồi chào các cưng, cảm ơn anh.